Vâng, kính chào quý vị cùng các bạn quay trở lại với kênh của Bonsai Thịnh Vượng. Thì hiện tại sân vận động Phúc Thọ đã đầy ắp các cây được mang đến trong ngày hôm nay để chuẩn bị cho ngày mai khai mạc. Thì số lượng cây đã đem đến rất đầy đủ các bạn. Và hôm nay thấy rất nhiều những tác phẩm to lớn, đẹp. Bonsai Thịnh Vượng muốn review đến chia sẻ tới các bạn. Một cái sân chơi rất là rộng lớn. Thì xin mời các bạn về với sân vận động Phúc Thọ, Hà Nội để chúng ta cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đây các bạn nhé. Đây là ngay chiếc ống kính của Bonsai Thịnh Vượng, đây là một tác phẩm cây giáng lạo này quý vị. Một cây giáng lạo rất to các bạn ạ. Cái video này thì Bonsai Thịnh Vượng sẽ đem đến cho các bạn một thước phim toàn những hàng to cao, những hàng khủng các bạn nhé. Đó, một cây, cái này là cây lang tiên cá của Dương Thanh Chí. Một cây xanh rất khủng và cái dáng lối, cái thân pháp ở dưới như cái lang tiên cá các bạn ạ. Đó. Wow, thân bệnh rất đẹp, đường lên. Rồi, chúng ta lại sang một tác phẩm tiếp theo. Một cây dáng trực siêu. Và đây một tác phẩm ruối là cửu long chanh châu. Những cây ruối nói thực sự bây giờ đang được lên ngôi các bạn ạ, bởi vì lá ruối và rắm ruối rất đẹp. Wow, một cái góc view quá đẹp đấy quý vị. Đứng ở góc view này thì thực sự cây ruối nó gần như là cái mặt tiền nó nằm ở vị trí này đấy các bạn. Nó khoe được toàn bộ thân pháp từ gốc đến ngọn và kể cái thân hoành, nhìn đường đi nước bước rất rõ ràng. Rồi, chúng ta tiếp theo lại một tác phẩm cây xanh nhị kiều song vân. Cái này có cái phần thân gồng lên quá đẹp các bạn ạ. Có một cái vị trí cầu lối này. Ở giữa thì cái thân pháp gồng lên quá đẹp. Chỉ tiếc cho viên đá này thì lại đóng không theo cây. Ví dụ cây nó gồng lên thì cái viên đá nó phải gồng theo cây. Và mỏng nhẹ thôi thì nó mới tạo nên cái độ sức hút cho cây, nhưng nó là cái cảm giác cái chân đá nó hơi bị nặng các bạn. Mỗi người một cái cảm nhận riêng các bạn ạ. Với Bonsai Thịnh Vượng là như vậy. Một cây ruối giáng lạo. Đây, một cái ông lão đang chống gậy. Có một cái tay cong đằng sau lưng. Vừa là ông lão chống gậy. Tay gác sau lưng đây các bạn, có một cái tay gác sau lưng rất điệu này. Ồ, cái tay gác sau lưng đẹp quá các bạn ạ. Tay gác lưng này. Quá. Uầy, đường chạy quá là tuyệt vời. Và đây là một cái tác phẩm chiến dịch Bạch Đằng. À, chiến tích Bạch Đằng. Như một cái bại chiến tích của trận đánh Bạch Đằng này các bạn. Toàn những cái ngọn trông tua tủa nhôm nhổm này.
ngay lối cổng ra vào, một tác phẩm cây khá đẹp, rất già này các bạn, là nhìn già lắm. Cây cốt trậu lâu năm, một cây long đấy các bạn ạ, một con long được phá đấy, con long phá đấy. Một con tử ở dưới đấy, con long phá rất thành công. Wow, một tác phẩm quá kinh điển các bạn ơi, thực sự quá to cao. Con này phải hàng gần chục tấn đấy các bạn ạ. Cả cây, cả chậu, cả đất, cả đá vang lên hàng chục tấn. Quá to đấy, quá kinh điển. To có cái sự hoành tráng của to các bạn ạ. Ra sân lớn, đúng sân vận động Phúc Thọ to lớn như thế này thì cũng phải có những cái tác phẩm cây to lớn thì nó mới xứng tầm với cái sân chơi các bạn ạ. Đôi khi nó đẹp về không gian các bạn nhé. Cái này và cây ở không gian nhỏ thì không thấm thía gì, luốt hết. Thế nhưng mà ở một cái không gian lớn như thế này thì cũng tạo nên một cái view rất đẹp các bạn ạ. Đấy, có một cái đường chạy trần này, trần từ đá lên chạy thuần phát này. Cũng kinh điển, rất to. Nhìn cũng có cái này. Nó phù hợp với cái không gian sân các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn những cái vị trí. Không gian rộng, không gian lớn thì cũng phải có những cây to nó mới cân xứng với cái không gian. Rồi, chúng ta lại sang những tác phẩm tiếp theo. Đây là một bộ ba xanh cột. Đây là một bộ ba xanh cột đấy các bạn. Còn đây là một cụ sung này các bạn. Thực sự kinh điển. Cụ sung này rất côn rụt. Và làm bộ tay cảnh khá đẹp này các bạn. Đấy, một cụ sung có một cái canh hoành nào ra. Một tác phẩm cây dúi rất khủng đấy các bạn. Một tác phẩm dúi được lần đầu tiên được ra sới. Cũng đã đây được mang được rất nhiều sự chú ý của anh em quan khách xa gần. Về bóng dáng thì thực sự rất đẹp. Sắp xếp về tổng bóng quá tuyệt vời các bạn ạ. Một tác phẩm cây tùng của anh Hùng Siếc. Và anh Hùng anh rất tâm đắc với tác phẩm cây tùng này. Có những cái tay nó rất là bạnh, bạnh manh, về bởi vì một cái tùng lâu năm. Thân cảnh nó phóng mạnh thì nó cũng về thân rồi các bạn, về manh cái cảnh. Ở đây cũng là một cái kiệt tác thiên nhiên. Đó là một khúc gỗ lũa rất lớn các bạn ạ. Thì ở đây cũng là một cây nhà vườn Vạn Phúc. Nó là rừng trên thân, một đôi tùng trên một cái thân khúc gỗ lụa các bạn. Có lẽ đây là một cái kỳ quan rất hiếm các bạn nhé. Thực sự những tác phẩm gỗ lụa như thế này quá kinh điển. Rồi, chúng ta lại sang tham quan một tác phẩm cây cây xanh. Đang được trên chế tác trên một chiếc chậu cù lạc. Và là chế tạo một cái hang động, phải nói thực sự là cái phối đá của cái tác phẩm này rất hay các bạn ạ.
các bạn quan sát về cách phối đá của họ. Đây, nó thông xuyên qua đây các bạn, như những cái hang động. Đó, các bạn nhìn thấy nó xuyên sang bên kia chưa ạ? Cảm giác nó rất chênh vênh, nó như là những cái hang hốc xuyên từ bên này sang bên kia. Nó chạy theo cái bộ rễ đây các bạn này. Đấy, cái lươn lươn theo cái bộ rễ nó tạo thành một cái vách đá, một cái tạo một cái hơm ếch sâu, và trong có một cái hang động. Nhà vườn chiến thắng, xanh cổ làm điền. Rất nhiều những cái phương pháp tạo tác. Cây là chủ thể và đá sẽ đi theo hình khối của cây. Vâng ạ, bonsai Đinh Vượng xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.